hỏng outfit của bạn hôm nay. Đi ăn cưới Hải Idol là bao nhiêu tiền? Hơn 200 triệu. Hơn 200 triệu nhá. Vãi cả đái nữa luôn. Xin chào anh em, đố anh em đây là ai ạ? Chúng khét đấy. Giờ bạn có thể nói cho mọi người được biết là bạn là ai không? Tôi Long Trung Hoán nha, Thầy Long Kevin. Chào anh em. Chào cậu. Hôm nay rất là vui mà gặp Long Trung Hoán ở đây. Hôm nay mình có cái thử thách cho bạn thì bạn có dám chơi không? Có, tôi chơi luôn, ngại gì không chơi. Thử thách của tôi là bốc giá outfit. Nói luôn. Ok, bạn hỏi đi. Tôi sẽ bốc từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Được. Ok không? Được. Cái tóc bạn bao nhiêu? Cái tóc của tôi là đi vút V-cut là 500.000. 500.000. Chất chết đấy. Wow. 500.000 của tóc. Đến cái áo trong đi. Cái áo trong của tôi 5 triệu bạn ạ. 5 triệu. 5 triệu. Ui. Thế còn cái áo này? Cái áo này của tôi 12 triệu bạn ạ. Vãi cả đái. Ui. Thế còn, à đấy, còn cái này nữa. Cái giày của tôi là 60 triệu. Dây của tôi là 60 triệu. Vãi cả. Ui, 60 triệu. Ui. Thế còn à đây 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 đây. À đây à? À đây rồi. Đồng hồ của tôi à? Đồng hồ bạn. Đồng hồ tôi 40 triệu. 40 triệu, 40 triệu. 40 triệu. Còn đây nữa. Nhẫn này thì có 5 6 triệu thôi. Ui hồi đây đây nữa anh em ạ. Ui rồi. Con này 15 triệu, 15 triệu. 15 triệu. Ôi giời ơi. Ôi. Cái quần bạn. Quần của tôi 10 triệu bạn ơi. Quần 10 triệu. Thật đấy. Bạn có đeo thanh vàng đấy? Ơi! Bạn đeo thanh vàng? Không, có, nhưng mà thôi, cái này không tính đi. Cái thanh vàng tí à? Thế còn cái đôi giày? Đôi giày tôi 20 triệu bạn này. Thật là vãi trưởng, các cháu ạ. Còn tất? Tất à, tất thì cũng không tính đi bạn này. Tất thì tôi mua 2-3 triệu một đôi thôi. Ui, tất 2-3 triệu một đôi. Mày đừng có bốc phát. Mày đừng có bốc điêu đi. Tổng outfit của bạn hôm nay đi ăn cưới Hải Idol là bao nhiêu tiền? Hơn 200 triệu. Hơn 200 triệu nhá. Vãi cả đái nữa luôn. Hơn 200 triệu. Wow. Hơn 200 triệu rồi, hơn 200 triệu rồi. Thế còn G63 này sao của ai vậy? Tôi không biết. À tôi không biết ạ. Mình 263. Ờ, 263. 263. Ờ, rồi. Ok nhá. Ok, cảm ơn bạn nhá.